Các bạn cũng biết rằng là trong Quang Hải, trong cả một mùa giải 2018-2019 thì Quang Hải thi đấu rất nhiều. Thì bước vào mùa giải 2019 thì Quang Hải cũng có được cái phong độ như mùa 2018, nhưng Quang Hải vẫn rút cái lối chơi của đội Hà Nội. Nhưng như các bạn kỳ vọng thì về Quang Hải thì trận nào cũng phải là ra sàn. Nhưng nếu bản thân tôi làm chuyên môn thì tôi quan trọng nhất là giữ cái sự ổn định của câu lạc bộ. Thì khi mà Quang Hải tìm được cái cảm giác thì chắc chắn Quang Hải sẽ thăng hoa. Nếu bạn biết rằng khi tôi để Quang Hải hay ra đây vào những trận để cho bạn có một sự khó khăn trong vòng, thì khi quay lại thì bạn đã ghi được nhiều bàn thắng, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cái giải pháp áp lực rất lớn đối với Quang Hải.